Thế nào là tu tâm thanh tịnh Chính là niệm Phật Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật Ngoài A-di-đà Phật ra Bất cứ thứ gì đều không nên để vào tâm Tâm liền thanh tịnh Chúng ta mắt thấy sắc tai nghe tiếng Sao càng tiếp xúc với cảnh giới sáu trận Thấy đều đem nó để vào trong tâm Thì hỏng rồi Tâm chúng ta liền bị ô nhiễm rồi Tâm động rồi Tâm động Liền không bình đẳng Tâm bị ô nhiễm Thì không thanh tịnh Không phải bảo chúng ta không thấy không nghe Không phải vậy Thấy rồi nghe rồi Không để trong tâm thì đúng Dính diễn nhìn giữ Thanh tịnh bình đẳng giác Hồi phục thanh tịnh bình đẳng giác của ta Thanh tình bình đẳng giác chính là chân tâm Chính là Phật tâm Cái tâm đó chính là Phật Hiện tại chúng ta có cách làm như vậy Chính là thị tâm thị Phật vốn dĩ là Phật Hiện tại lại làm Phật Hiện tại đem a di đà Phật để vào trong tâm Ngoài ai di đà Phật ra Thấy đều không nên để vào trong tâm Thì đúng để vào trong tâm thì sai để vào trong tâm là vọng tưởng là tạp niệm tâm bị ô nhiễm bị dao động không phải giác ngộ chỉ là mê hoặc hỏi người thông thường tại vì sao không dám dùng chân tâm không dám nói lời thành thật với người đều là sợ thiệt thòi sợ chịu lỗ chúng ta học phật đến thế giới cực lạc không, không sợ chịu lỗ không sợ thiệt thòi chỉ cần chúng ta đến thế giới cực lạc các thứ khác đều không cần ở nơi đây thấy đều buông xả các người cần cho hết các người hân hoan hoan hỷ mà cho các người không cần đến thanh tịnh bình đẳng tâm mới có thể hiện tiền chướng ngại chính ngay phía chính mình phải chịu buông xả chính là một câu phật hiệu một bộ kinh vô lượng thọ bổn Lan tiếng phật hiện hữu tác phật thì cố đương hạ tức phật đây là thật không phải giả phật không cách ly với chúng ta không có trước sau không có cách ly là không có không gian không có trước sau là không có thời gian chính ngay tức thì trực tiếp liễu đương. phương tiện cứu cánh kỳ đắc thù thắng bất khả tư nghị trong chú giải của niệm lão quan trọng chính là hai câu phía trước Cố tri thử giới nhị Năng niệm chi tâm Tức thị như lai quả giác Cái đoạn này là vậy chúng ta Dùng cái tâm gì để niệm Phật Dẫn cái ý ra Dùng cái tâm gì để trải qua ngày tháng Dùng cái tâm gì để làm việc dùng cái tâm gì để đối nhân sự thế tiếp vật nếu như bạn dùng chân tâm liền tương ưng với phật một mực dùng chân tâm dùng thành thói quen không có người nào không tin tưởng bạn không có người nào không tôn trọng bạn không có người nào không tán thán bạn bạn chân thành bạn không lừa gạt người khác người khác lừa gạt ta ta cũng không lừa gạt người người khác tổn hại ta ta cũng không tổn hại người chân tâm là thiện tâm thuần định thuần thiện vọng tâm là ác tâm là bất thiện tự tư tự lợi khởi tâm động niệm tổn người lợi mình đây là việc luân hồi sáu cõi Trong luân hồi sáu cõi Việc của ba đường ác Vì sao vậy? Tâm họ bất thiện Nơi nơi nghĩ đến Làm thế nào lợi ích người Làm thế nào giúp người Làm thế nào thành tựu người Đây là tâm thiện Tâm thiện sinh ba đường thiện Chúng ta đoạn ác tu thiện không đem việc đoạn ác tu thiện Để vào trong tâm Trong tâm chỉ để a di đà Phật Chỉ niệm một câu a di đà Phật Vì thì đúng Hoàn toàn chính xác Dùng tâm của a di đà Phật Đối nhân sự thế tiếp dẫn Thì không có lý nào Không sanh thế giới cực lạc Sẽ giống như quánh kha vậy Bánh ca một niệm hồi chuyển dùng chân tâm cảm Phật đến ứng Thấy được Phật rồi Ba ngày giảng sanh Đây chính là chính ông xin cam tình nguyện Ông còn có mười năm tuổi thọ mà không cần Đây là trí tuệ Lựa chọn của trí tuệ Hôm nay thời gian hết rồi Chúng ta chỉ học đến chỗ này a à, di đà Phật Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ a móc gmail.com Người đọc Hành quan Phát tâm cúng dường Do nhóm tịnh độ đại kinh khoa chú Thành tâm cúng dường Nguyện đem công đức đẹp trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật